Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Liêm. Hiện nay mình sẽ học tiếng Anh để phát triển lại bản thân của mình, đánh giá lại con người của mình. Tại vì mà khi mà làm một công việc kỹ thuật á, không học được tiếng Anh thì mình hầu như là bị lỗi luôn cùng đường để phát triển mà có tiền lên nha. Đây là cái câu đầu tiên mình học. Which company do you work at? Công ty của bạn là cái gì? Về lĩnh vực gì? I work at an education company. Là công ty của tôi là về giáo dục. Tôi đang làm việc ở công ty giáo dục. Which company do you work at? I work at a technology company. Là công nghệ, lĩnh vực công nghệ. Câu thứ ba là I work at construction company, là công ty về lĩnh vực xây dựng. Hôm nay học tới đó thôi. Mỗi ngày ít thử bao giờ mình mới tiến bộ được tiếng Anh nha. Cảm ơn thầy Quyết 5 ngày.